Đây xong rồi, giờ bây giờ là vào kéo lên này, kéo Nó lên có chữ cổng. cổng và những thiết bị đấy hả? Đấy. Rồi xong. À dính bi đấy hả? Bi đấy. À nó lại dùng dính bi à? À, config Đấy. gateway Gateway. có Có dây đúng không? dây. Ừ. Đấy. Xác nhận. À, đèn xanh báo Đấy, đèn xanh này. đang tìm kiếm. Được luôn, Đây ấn vào nhận đấy rồi. là xong. À xong rồi. Hoàn tất. Xong, xong giờ add subdrive đúng không? Cộng thêm đúng không? Đây là công tắc à? Cảm biến này, ổ cắm này, thiết bị chiếu sáng này. Hay là bấm vào link. Đây, nhận rồi đây. Ok. Hoàn tất. Nó. Hoàn tất. Chờ ra ngoài nữa. Đây, nó đây đúng không? Đấy. Được luôn. Ừ, ok. Cái của anh dùng tiếng thì anh dùng kiểu gì dùng đấy? tiếng thì anh em dùng trợ lý Google, Trợ lý Google à? Cái này em dùng iPhone à? Vâng, iPhone cơ. iPhone em vẫn cài Google được, Google Assistant được vì cái này em dùng tiếng Việt mà. Trợ lý Google đây, đây. Đấy. Ừ. Vì dự phòng này nó ra 5V nhỉ? Vâng, nó 5V. Nó vẫn đi vào trong cái mạch. Thì khi nó sạc từng cell một. Ừ. Thì nó như thế thì nó mới ấy được. À, hay là nó chạy đâu. Thế là nó chạy từng từng con ra. Đó. À đúng không? Cái từng cái những cái rãnh đấy là từng con một. Rồi. Ra cái này rồi này. Em phải cài đặt trợ lý. Đây, rồi rồi đó. Đúng không? Vâng. Đây. Thêm thiết bị. Đó, thêm thiết bị này. Liên kết thêm thiết bị đấy, search là cái gì? Smart line. Đẩy nó lên, đẩy lên tiếng đây. Đấy, gõ đây. Đồng ý là sao? Ừ. Xem nó có hỏi quyền gì không? Xong. Xong. Đây, xong rồi. Trả về thôi. Trả về nữa. Nữa. Ấn nút mic. Bật công tắc 1. Được chứ, đang bên bật switch 1 lên. À. Bật công tắc 2. Tất nhiên là được, đang bật switch 2. À, được, được. Ok.